Quỳnh Phong tuyên quang xin gửi lời chào toàn thể các bác thợ đam mê săn bẫy chim đêm trên toàn cả nước. Dạ vâng, hôm nay cơ sở kinh doanh của em lại về một cái món sản phẩm rất là mới, muốn đi chi tiết và báo giá tới toàn thể quý khách hàng. Và trước khi đi chi tiết về sản phẩm thì anh Quỳnh nói lại về cái phương thức, cách thức giao dịch để các bác mua hàng chúng ta yên tâm hơn. Đối với shop kinh doanh của em thì các bác mua hàng được đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, và quan trọng hơn nữa là tất cả hàng đúng như chất lượng em giới thiệu ở đây thì các bác vui thẻ thanh toán giúp em. Và trong mùa dịch này thì hàng nó sẽ đi chậm hơn so với ngày bình thường, thì các bác hết sức thông cảm và cố gắng đợi hàng giúp em Quỳnh nha. Nhất là các bác ở trong miền Nam, hàng nó có thể rơi đến tận 15 ngày mới nhận được hàng, hoặc là 20 ngày cũng có thể, có nghĩa là hàng đi rất là lâu, anh em thông cảm. Đấy, chúng ta đặt hàng chúng ta cân nhắc kỹ trước khi đặt hàng đối với tất cả các bác quý khách hàng miền Nam các bác nha. Còn miền Bắc thì vẫn đảm bảo lịch trình trong vòng một tuần chúng ta sẽ nhận được hàng. Đó là cái quá trình chúng ta vận chuyển đi sẽ hơi lâu, mọi người mong quý khách hàng thông cảm. Đấy, em lên đây và mong quý khách hàng thông cảm. Và các bác ok, chúng ta đặt hàng thôi. Và sản phẩm này em Quỳnh muốn đi chi tiết chính là cái dòng loa tép. Đối với sản phẩm loa tép này là hàng của công ty HQ301 mà công ty Việt Nam chúng ta sản xuất. Đối với sản phẩm loa tép này thì các bác có thể quan sát đây, dòng này là dòng một cái loại củ tép titan. Hàng này gọi là củ tép titan. Đối với sản phẩm này thì nó rất là bền. Và quan trọng hơn nữa các bác nhìn này. Đó, nhìn cái lắp ráp của nó này, hầu như là nó sẽ không có khe hở. Đó, lắp ráp rất chi là gọi là khít luôn, không có khe hở. Đây mọi người quan sát thật kỹ này, dòng này là dòng củ tép titan. Đó, chiếc cấu lên cái dòng này nó là dòng nam châm này rất là dày dặn. Đây các bác có thể này, nam châm từ rất là dày dặn và sắc nét đây. Và ở trên nó, hộp của nó toàn bộ là nhựa ABS, chất liệu nhựa rất là bền bỉ. Và có hai cái râu này lên để cho chúng ta câu, để cho chúng ta gọi là lắp âm thanh đấy ạ. Và đi kèm với nó sẽ gồm theo một chiếc phễu như này. Đây mọi người ạ, đi kèm với nó sẽ gồm theo một chiếc phễu như này, chúng ta lắp vào. Đấy, khi mua về anh em thao tác lắp vào giúp em. Đó, đây là củ tép titan các bác nhé. Đối với sản phẩm này chúng ta đánh chim đêm tương đối là ok các bác ạ, nhất là những con dòng chim quốc biển, chim di cư ấy các bác. Đấy, đánh rất chi là đẳng cấp và rất là hay. Đấy, lắp và hoàn chỉnh chúng nó sẽ như này, hoàn thành một chiếc loa này. Đấy, có phễu đi kèm luôn, củ tép titan này. Dòng này của nó là dòng 10W và 8 ohm anh em nhé. Đấy, công suất của nó là 10W, có nghĩa là của nó cũng đảm bảo âm lượng để cho chúng ta đi săn bẫy. Đối với sản phẩm này lát nữa em sẽ báo giá, mọi người xem video tí nữa em sẽ báo giá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào test trước cái sản phẩm này đã. Đối với sản phẩm loa này thì các bác yên tâm, em về kho do nhu cầu mua hàng của quý khách hàng yêu cầu muốn mua sản phẩm này, cho nên em cũng ôm được một số lượng tương đối là ok và muốn lên đây chi tiết tới toàn thể anh em. Và bây giờ thì em sẽ đi test về cái sản phẩm này cho các bác nghe. Các bác nghe âm thanh của nó, chúng ta lựa chọn nó dễ các bác nhé. Đó, dòng tép titan này đánh rất là hay đấy anh em ạ. Này rồi, các bác thấy âm thanh của nó ra nào ạ? Khi các bác nghe qua video này, em Quỳnh cũng xin nói rõ nhé, các bác nghe qua video thì âm thanh của nó sẽ chuẩn được đến rồi khoảng 80% thôi, không như em nghe trực tiếp như thế này. Các bác nào mà mua về chúng ta cứ thử trực tiếp
Đó, đối với sản phẩm này công suất của nó ra rất là đảm bảo, nó tận là 10W cơ và 8 ôm cơ. Độ phóng của nó rất là đảm bảo cho chúng ta, và quan trọng hơn nữa chúng ta đánh quốc biển các bác, những dòng chim di cư ấy đánh rất chi là hay. Đấy, đối với sản phẩm này các bác quan sát lại này. Đây, đây là một dòng củ tép titan các bác này, nhìn cái đường lắp ráp của nó này khít khít luôn. Các bác có thể nhìn thấy này. Đó. Đấy các bác nhá. Đối với sản phẩm tép titan hàng công ty HQ301 này thì của nó là 8 ôm và 10W. Đấy, em Quỳnh nói rõ lại một lần nữa để chúng ta mua hàng ra dễ lựa chọn hơn. Đối với sản phẩm này thì giá đưa tay các bác giá bao nhiêu ạ? 550.000 em bao ship về tận nhà các bác luôn. Một cặp tép như thế này. Đó, kèm theo phễu như thế này. Giá bao ship là 550.000 bao ship. Đấy, em xin báo giá cho anh em dễ mua hàng. Chúng ta yên tâm chúng ta đến với em thôi. Đấy, còn nói chung em không lừa anh em làm gì cả cái tép này cả. Nói chung là chỉ vài trăm nghìn thôi, sở hữu hai cái tép như này gồm theo phễu luôn anh em nhé. Hàng được kiểm tra hàng đúng như chất lượng em Quỳnh giới thiệu đây, các bác vui vẻ thanh toán giúp em. Tất cả hàng bên nhà em 100% được đồng kiểm tra trước khi gắn tiền các bác nhé. Chứ em bán hàng thực sự như này thì em cũng có nào nói vậy thôi. Một số bác lên trên kênh của em nói những lời không hay lắm, em không thích. Em nói rõ là hàng như này thì các bác vui vẻ thanh toán, nhiều bác bảo em lừa đảo. Em không hiểu là em lừa đảo các bác cái gì ạ. Đó, thì nói như những bác khách nào mà lên trên kênh em mà cảm thấy mua được thì mua, không được mua được không sao, anh em chúng ta hoan hỉ đến với nhau thôi. Còn không sao cả, các bác đừng buông lời cay đắng khó nghe lắm các bác này. Tại vì em bán hàng thì em đâu có lừa các bác làm gì đâu đúng không ạ? Các bác tin em, các bác xem hàng đúng nhất chất lượng thì các bác nhận hàng đúng không ạ? Hàng chúng ta được đồng kiểm tra hàng mà. Còn hàng các thứ thì em cho các bác đồng kiểm tra, nếu em lừa các bác em không bao giờ cho các bác kiểm tra hàng làm gì cả đúng không ạ? Đấy là em nói rõ, còn đến với em các bác thực sự tin tưởng các bác mua hàng thôi. Hàng chất lượng em vừa test rồi. Một dòng sản phẩm này em xin nhắc lại giá 550.000 bao ship hai củ tép như này các bác nhá. Ngoài sản phẩm tép titan thì bên em có cả loại 5W của hàng công ty HQ301 này. Các bác có thể vào ấn đăng ký kênh giúp em để chúng ta xem những cái sản phẩm và những cái video em làm hàng ngày đăng tải đến cho mọi người các bác nhá. Và ngoài củ tép này ra, bên em đầy đủ các loại tép khác, em sẽ cố gắng lên những cái video mới nhất và những cái sản phẩm mới nhất mới về kho để lên đây để chi tiết và báo giá tới anh em để chúng ta mua hàng cho nó nhanh lẹ. Đấy, khỏi mất thời gian lựa chọn của mọi người các bác nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào các bác, hẹn các bác video lần tới nha mọi người. Xin chào toàn thể anh em.